sebagai adik ipar terbaik nih, Tuan Villa nyuapin cherry untuk kakak iparnya. Dan seketika video langsung kesel guys. Kemakan sama bijinya. Laris manis Tanjung Kimpu. Halo Vidat Lovers, apa kabar kalian semua nih? Dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Jangan lupa tetap bersyukur dan selalu jaga kesehatan. Jadi nih, ada Mami V dan Papi Dad lagi jualan ya. Ada si Bontot juga, ada Mau juga nih. Ini mereka serempak ya jualan guys. Alhamdulillah laris manis. Lúc nãy là ăn cơm, ông bảo là mày mà chọc tao, tao mách mượn tao đấy. Nghe oai phết đấy. Ghê lắm, những người đơn giản thôi mà. Đúng không? Lên leo ra, không phải nhà mình ơi, leo ra nhá. Ok, bây giờ lên 2 triệu tim. 2 triệu tim. Leo la lại là 100 suất dành cho mọi người. 79.000 đồng. 100 suất, 79.000 đồng. Được chưa? Leo ok. Hả? Mọi người muốn lên leo nào? Nuốt hạt rồi, không được. Ăn hạt à? Không may mắn. Trên rồi, ăn cả hạt, cái này thì không bỏ. Cây ở trong đấy lên, nó bọc cây lên đấy. Ôi. Chồng ơi, ok không chồng? Ok. Nah, oke okay, katanya ya guys, gak apa-apa ketelan juga, gak akan kenapa-kenapa ya guys ya. Kalau kata orang dulu, awas nanti bijinya tumbuh di dalam perut. Gak mungkin ya guys, itu bohong. Gak apa-apa kata Datvila juga. Oh ya ini mereka lagi asik-asiknya jualan. Pico Boy-nya bisa serempak gini guys. Mua mấy lọ. Mấy lọ là nó sẽ không có ship. Nhưng đồng hạn nếu như mà ai có vai trò thì phản đá thì mọi người sẽ được phản đá nhiều. Đúng rồi. Em đang nghĩ mọi người thì được cũng mua. Mọi người ở đây đang hiện tại đang đông view thì em đặt nói câu này nhé. À mọi người ơi, cái nick hôm qua em check lại thông tin rồi. Ồ, sao tao nhận được 5 bú nhở? Cái nick cháu gái Jackie là không phải của anh Jackie đâu mọi người nhá. Ôi giời mua. Chịu đấy. 5 con cao bồi. Ồ, thế mình bóc à? Nhìn thế mình nhìn trông đáng yêu ạ. À. Em cảm ơn anh. Bấm tay rồi anh chị em ơi, nhanh tay bấm rồi, chỉ bao nhiêu ạ? Chỉ với giá là 89.000 đồng. 89.000 thôi. Mọi người sở hữu tay bấm tay rồi nha mọi người. 10 mil. Đùa nước hoa.